vẫn chưa ý. Có phải đây là sự ta xa cây? Ai biết hai người lặng lặng im cúi đầu chờ câu nói thương nhiều. Em nghe không ngoài kia trời đêm đã lên rồi, bao lớp người đi đầu mây chăn gió vai nặng gánh sông hồ, còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi. Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều, trong lúc tàn xa rồi đêm khuya vắng em chợt giấc mơ màng là khi nhiều ước mơ. Anh xin trời đừng mưa rơi đừng cho lệ quên bờ mi người ấy. Xuân không xa thì làm mơ chi nhiều, và một khi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc rung vầy. Xa chi bao cánh ngăn sụp vầy, giây phút biệt ly chưa để tâm hồn nằm câu lưu luyến. Anh hứa đem về mùa xuân bất tận nở trên má em yêu, nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang vì trong giấc ngủ say là khi anh đó dâng nguồn sống cho đời và cho đôi lứa đẹp ước mơ. Mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với âm thanh Michael Audio. Trước mặt các bác đây là một bộ karaoke chưa đến 18 triệu các bác nhé. Chưa đến 18 triệu với một chất mic rất là hay và sáng các bác nhé. Hoặc các bác cũng có thể quan tâm đến một combo 3 thớt nó chưa đến 10 triệu như vậy để phối ghép với cái căn phòng của các bác có những đôi loa 30 hoặc là những dòng loa 25 các bác nhé. Ở đây thì em đang sử dụng với những dòng thiết bị sau. Đầu tiên đó là một cục đẩy 2 kênh dòng Avin các bác nhé. Avin model là A800 các bác nhé. Với một cục đẩy của Avin thương hiệu đến từ Nhật Bản như những dòng của Sansui các bác nhé. Hai dòng này chỉ khác nhau đó là cái nhà máy sản xuất thôi, chứ còn về cái công nghệ cũng như là chất lượng thì nó xem như nhau các bác nhé. Bên trên dòng vang Sansui, dòng vang này phải nói là dễ chỉnh và hay, đặc biệt khi các bác mua bên em hỗ trợ cài đặt 4 kênh để về các bác chỉ việc sử dụng thôi, có video hướng dẫn chi tiết để các bác sử dụng hoàn chỉnh các bác nhé. Sansui. Và bên trên cùng đây là một bộ mic không thể thiếu được với cái giọng hay cũng như là hát nhẹ, bộ mic Beyer 782 Nam Á các bác nhé. Với dòng này thì là Cornell các bác lưu ý nhé,
côn neo cho tiếng sạch cũng như là sáng hơn với những dòng côn thường rất là nhiều các bác nhé. Tại sao với những cái bộ mic này lại giá chênh hơn một chút so với những dòng cũng là Beyer nhưng mà nó lại rẻ hơn? Các bác lưu ý cái quan trọng ở cái côn này các bác này. Cùng một cái bộ như vậy các bác thay cái côn khác thôi, tiếng nó sẽ khác đi ngay các bác nhé. Sẽ không có cái chất lượng đúng như là những cái dòng của Beyer. Còn đây bên em sẽ bao chuẩn chỉ của Beyer 780 hay nào mà các bác nhé. Đó, côn zin côn neo các bác nhé, cực kỳ chất lượng. Với dòng này thì là dòng men sản xuất, model là D9500 các bác nhé. Và các bác quan tâm đến cả bộ thì sẽ có ngay cả thêm một đôi loa các bác ạ. Đôi loa Bass 30, một chép kèn, thương hiệu đến từ AV Pro, hàng chính hãng nhập khẩu các bác nhé. Với cấu hình này thì các bác có thể phối ghép căn phòng từ 15 cho đến 3m2 là ok các bác nhé. Hát hay hát nhẹ cũng như là nghe nhạc hay. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em Michael Audio, số điện thoại 0977 434 361, địa chỉ bên em là Cầu Giấy Hà Nội các bác nhé. Vâng, em cũng xin được review qua. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.